Xin chào bạn, cho mình hỏi là bạn đang nghe nhạc trên tai nghe gì vậy? Mình đang nghe trên con Music Unpacked. Mình đang nghe bằng tai nghe Soundmagic B11S. Mình đang nghe bằng sensor mới 200. Mình đang nghe bằng Xiaomi Piston 3. Anh có muốn thử nghe nhạc bằng một chiếc tai nghe khác không ạ? Ồ, tất nhiên rồi, mình rất muốn. Anh thấy chiếc tai nghe như thế nào? Mình cảm thấy âm thanh của nó khá là hay và nó khá là sống hơn là chiếc tai nghe bình thường. Và mình thấy nó khá là hay, nó giải trí rất là nghe rõ ràng. Khá ổn. Nó có hơn con tai nghe bạn đang nghe không? À, chắc chắn là hơn rồi. Thực ra thì mình thấy chất lượng của hai tai nghe cũng khá là giống nhau, không có kiểu gì cả. Anh có thể đoán được là nó nằm trong tầm giá bao nhiêu tiền không? Đoán nó khoảng tầm 100 đến 700 đến, hoặc có lẽ hơn. Nếu mà sắp tới có một sự kiện cho phép bạn đổi lấy chiếc tai nghe cũ của mình lấy chiếc tai nghe mới với giá 299.000 thì bạn có tham gia hay không? Mình tất nhiên mình sẽ tham gia. 299.000 để đổi cái tai nghe, đổi cái tai nghe cũ đổi lại cái tai nghe này, chắc chắn là mình sẽ tham gia rồi. Mình nghĩ là không, bởi vì gia đình tai nghe của mình vẫn tốt mà. Chiếc tai nghe này cũng khá là ổn và nghe cũng khá là hay. Có thể mình nghĩ là mình sẽ đổi chiếc tai nghe này để có được nó.